kịch bản để chấm dứt đại dịch COVID-19. Thế giới bước sang năm thứ 3 của cuộc chiến COVID-19 với nhiều thách thức. Khi làn sóng Delta vẫn chưa được kiểm soát, Omicron siêu biến thể với khả năng lây lan mạnh lại xuất hiện. Cách đây 2 năm, dịch viêm phổi lạ được phát hiện tại Trung Quốc đã bắt đầu lan rộng, trở thành đại dịch toàn cầu và được biết đến với cái tên COVID-19. Thế giới đến nay đã bước sang năm thứ 3 của cuộc chiến COVID-19 với nhiều thách thức. Khi làn sóng Delta vẫn chưa được kiểm soát thì Omicron siêu biến thể với khả năng lây lan mạnh lại xuất hiện. Tuy nhiên, các chiến dịch bao phủ vaccine COVID-19 được thực hiện thần tốc ở quy mô toàn cầu đã giúp mang lại niềm hy vọng về sự kết thúc của đại dịch. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 12, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom tin rằng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong năm 2022 nếu thế giới giải quyết được vấn đề về bất bình đẳng vaccine. Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời điểm này đó chính là đại dịch COVID-19 sẽ được kết thúc như thế nào. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay, thông thường có hai kịch bản để các đại dịch kết thúc. Kịch bản thứ nhất là dịch bệnh đó lây nhiễm cho toàn bộ dân số và sẽ có một số lượng người nhất định tử vong vì dịch bệnh. Xét theo trường hợp của COVID-19, theo ghi nhận thực tế, có khoảng 80% người mắc bệnh không triệu chứng nhẹ, 20% còn lại là bệnh lý cần phải điều trị và chỉ có một nửa trong số đó có nguy cơ diễn tiến nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu để nhiễm và khỏi theo tự nhiên, không có vaccine hay biện pháp điều trị thì 5-10% dân số, tương đương với khoảng 400-800 triệu người trên toàn cầu sẽ tử vong. Khi đó đại dịch sẽ kết thúc, tiến sĩ Thái cho hay. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, kịch bản thứ nhất chỉ phù hợp với các dịch bệnh xảy ra vào thời xa xưa khi con người chưa có vaccine hay thuốc điều trị. Kịch bản thứ hai phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại. Theo đó, quá trình lây lan virus sẽ tự biến đổi và các biến thể sau sẽ giảm dần động lực. Khi động lực được giảm dần đến mức nào đó, khiến tỷ lệ tử vong rất thấp, nó sẽ trở thành dịch bệnh và lưu hành chung sống với chúng ta. Tiến sĩ Thái phân tích, thông thường các làn sóng dịch đầu tiên, động lực virus còn rất cao, sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Sau đó, virus sẽ giảm dần động lực. Những làn sóng tiếp theo dù lây nhiễm nhiều nhưng tỷ lệ tử vong sẽ thấp dần. Theo chuyên gia này, hiện có 7 loại virus corona gây bệnh ở người đã được biết đến. Ngoài SARS-CoV, gây dịch bệnh SARS, MERS-CoV, gây dịch bệnh MERS và gần đây nhất là SARS-CoV-2, gây dịch bệnh COVID-19, thì 4 loại virus corona đầu tiên có khả năng cũng đã gây ra các vụ dịch thời xa xưa. Bằng chứng khoa học cho thấy, khả năng cũng đã từng có các đại dịch của các chủng virus corona khác đã xảy ra hàng ngàn năm trước đây. Rồi sau khi giảm độc lực, chúng sẽ sống cùng con người. Hàng năm sẽ gây ra tình trạng cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi, tiến sĩ Thái nói. Trong cả hai kịch bản, cuối cùng đại dịch cũng sẽ kết thúc. Ví dụ như đại dịch cúm năm 1918 đã kết thúc sau 4 năm sau khi giết chết 50 triệu người và nhiễm 500 triệu người, 1/3 dân số toàn cầu lúc đó cho đến năm 1919 và chỉ thực sự thành cúm mùa sau năm 1921. Lúc đó, mặc dù vẫn có các vụ dịch với số mắc nhiều nhưng số ca tử vong rất thấp, nó sẽ không còn là đại dịch. Khi nào có thể khẳng định COVID-19 không còn là đại dịch? Theo tiến sĩ Thái, khi tỷ lệ tử vong do COVID-19 giảm xuống mức thấp nhất, thế giới có thể tuyên bố kết thúc đại dịch COVID. Chuyên gia này lấy dẫn chứng về bệnh cúm mùa. Theo đó, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này hiện chỉ ở mức 0,04% cho đến 0,1%. Bản thân cúm mùa hàng năm vẫn có một số lượng bệnh nhân tử vong. Tuy nhiên, với các bệnh nhân này, chúng ta thường chẩn đoán tử vong do viêm phổi hay những bệnh cơ hội khác. Trong khi đó, nguyên nhân sâu xa và ban đầu vẫn là cúm mùa. Với COVID-19, nếu để dịch bệnh hoành hành, tràn lan thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 2%. Tuy nhiên, nếu tiêm vaccine đầy đủ, tỷ lệ tử vong sẽ được giảm đi rất nhiều, chỉ còn khoảng dưới 0,4%, tức là 1.000 người đã tiêm đủ vaccine mắc COVID-19 thì chỉ có chưa tới 4 người tử vong, thay vì 20 hoặc hơn nếu không tiêm vaccine. Omicron có phải là chìa khóa để kết thúc đại dịch? Theo tiến sĩ Thái, hiện tại còn quá sớm để nhận định Omicron là vaccine tự nhiên có thể giúp kết thúc đại dịch COVID-19. Tại Nam Phi, Omicron lây nhiễm chủ yếu với những trường hợp đã từng nhiễm biến thể khác hoặc người đã tiêm vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong rất thấp. Tỷ lệ chỉ khoảng 0,1-0,4%, con số này gần như tương đương với cúm mùa. Về cơ bản, những quốc gia như vậy hàng ngày cũng sẽ ghi nhận ca tử vong vì COVID-19 nhưng sẽ rất ít. Tiến sĩ Thái nhấn mạnh, vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta có thực sự muốn điều đó xảy ra hay không. Theo chuyên gia này, nếu muốn điều đó xảy ra thì toàn dân sẽ phải bị lây nhiễm Omicron và sẽ phải có rất nhiều bệnh nhân tử vong, kể cả không bị COVID-19. Lý do là tử vong do quá tải hệ thống y tế để có được kết quả như Nam Phi. Tiến sĩ Thái cho hay, đó là lý do vì sao chúng ta vẫn đang phải kiểm soát chặt sự thâm nhập của biến thể Omicron, song song với đó là đẩy mạnh bao phủ vaccine COVID-19. Trước đó, tiến sĩ Kinh Nông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhận định,
còn quá sớm và mạo hiểm để cho rằng Omicron có thể trở thành vaccine tự nhiên để chấm dứt đại dịch. Theo tiến sĩ Kinh Đông Park, ngay cả khi triệu chứng có vẻ nhẹ, nhưng có thể gây nên số lượng bệnh nhân lớn do khả năng lây nhiễm gia tăng, gây quá tải hệ thống y tế và cướp đi sinh mạng của những người dễ bị tổn thương. Do đó, chúng ta vẫn cần thận trọng và tiếp tục biện pháp 5K để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, bao gồm cả biến thể Delta và Omicron. Vũ khí đặc biệt trong cơ thể người có thể chống lại Omicron. Các nhà nghiên cứu chỉ ra một vũ khí có sẵn trong cơ thể người dường như có thể ngăn được triệu chứng tăng nặng của biến chủng Omicron, ngay cả khi kháng thể có được từ vaccine sụt giảm. Hai nghiên cứu riêng rẽ của Đại học Erasmus ở Hà Lan và Đại học Cape Town ở Nam Phi đều được nhận định rằng hệ miễn dịch của con người dường như có vũ khí đặc biệt để có thể ngăn biến chủng Omicron gây ra những triệu chứng tăng nặng, ngay cả khi kháng thể từ vaccine suy yếu. Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy tế bào T, vũ khí của cơ thể người chuyên tiêu diệt các tế bào virus, sau khi được nâng cấp thông qua tiêm vaccine có thể chống lại được Omicron. Điều này có thể lý giải nguyên nhân vì sao Omicron tuy lây lan mạnh mẽ nhưng không làm tăng vọt tỷ lệ tử vong ở những điểm nóng như Nam Phi, Mỹ hay Anh. Một nghiên cứu của Đại học Hà Lan xem xét 60 nhân viên y tế khỏe mạnh đã được tiêm vaccine và phát hiện ra rằng phản ứng kháng thể của họ với Omicron thấp hơn hoặc không tồn tại nếu so với Beta và Delta. Phản ứng của tế bào T có khả năng ngăn ngừa hoặc hạn chế triệu chứng nặng của COVID-19. Trong khi đó, nghiên cứu từ Đại học ở Nam Phi xem xét các bệnh nhân đã khỏi COVID-19 hoặc đã tiêm vaccine Pfizer hoặc Johnson & Johnson. Kết quả cho thấy 70% đến 80% phản ứng tế bào T chống lại được Omicron. Dữ liệu vài tuần qua cho thấy Omicron có thể làm ảnh hưởng tới khả năng bảo vệ của vaccine, khiến chính phủ các nước tăng tốc tiêm mũi tăng cường để nâng cao lượng kháng thể chống lại biến chủng. Tuy nhiên, hệ thống bảo vệ miễn dịch có nhiều lớp. Wendy, một trong những tác giả nghiên cứu của Đại học Cape Town cho biết, trong khi các kháng thể ngăn chặn sự lây nhiễm, các tế bào T sẽ tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus, ngăn không cho virus lây lan và gây ra bệnh nặng hơn. Bà nói, tế bào T không ngăn được việc bạn bị lây nhiễm mầm bệnh, nhưng chúng có thể làm giảm thiểu nguy cơ bệnh nặng. Tế bào T là tế bào bạch cầu có thể ghi nhớ các bệnh trong quá khứ và có thể tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus và kích hoạt các kháng thể để bảo vệ cơ thể. Ví dụ, thế giới ghi nhận trường hợp có nhiều người từng bị nhiễm một loại virus corona khác là SARS vào năm 2003 và tới nay vẫn có tế bào T có thể phản ứng với mầm bệnh dù đã 18 năm trôi qua. Sự lây lan nhanh chóng của Omicron đi kèm thách thức không nhỏ do chủng này mang đến khiến người Mỹ đứng trước những khó khăn chưa từng có kể từ đầu dịch. Tại Mỹ, các chuyên gia y tế lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm đầu năm 2022 hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của đại dịch. Ông James Phillips, chuyên gia tại Bệnh viện Đại học George Washington cho biết, chúng ta đang chứng kiến số bệnh nhân gia tăng một lần nữa, điều này chưa từng có trong tiền lệ. Ông khẳng định rằng người Mỹ cần đề phòng bởi những thách thức sắp tới có thể là rất nghiêm trọng. Ngay cả các nhân viên y tế cũng chịu tác động từ sự gia tăng nhanh chóng của biến chủng Omicron, loại virus SARS-CoV-2 mới và dễ lây lan nhất đang tấn công hầu khắp đất nước. Hệ thống y tế của chúng ta đang ở một tình thế rất khác so với những đợt bùng phát trước đây, bà Esther Chu, nhà nghiên cứu Đại học Y tế và Khoa học Oregon cho biết, chủng này có khả năng lây lan cao đến mức rất nhiều đồng nghiệp đang bị nhiễm và có các triệu chứng nhiễm bệnh và bị cách ly. Chúng tôi đã mất ít nhất 20% lực lượng nhân viên của mình, thậm chí con số có thể còn nhiều hơn nữa, bà Chu khẳng định. Cảm giác an toàn sai lầm với Omicron. Hơn 1 triệu người ở Mỹ được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 3 tháng 1. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ, biến chủng lây nhiễm nhanh Omicron đã đẩy số ca mắc tăng cao kỷ lục và lớn hơn con số của bất cứ nước nào trong 2 năm đại dịch vừa qua, Bloomberg đưa tin ngày 4 tháng 1. Số ca mắc mới trong ngày 3 tháng 1 cao gần gấp đôi kỷ lục được thiết lập 4 ngày trước tại Mỹ là 590.000 ca. Kỷ lục cũ vốn dĩ đã cao gấp đôi so với một tuần trước đó. Ngoài ra, số ca nhiễm trong ngày 3 tháng 1 của Mỹ cũng cao hơn gấp đôi so với con số các nước ở mọi thời điểm. Số ca mắc cao nhất bên ngoài nước Mỹ được ghi nhận trong đợt bùng phát Delta của Ấn Độ, với hơn 414.000 người trong ngày 7 tháng 5 năm 2021. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến chủng Omicron có thể gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn biến chủng Delta, chủng virus vẫn chiếm một phần đáng kể các ca bệnh tại Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, số ca nhập viện do COVID-19 có thể tăng lên bởi Omicron dễ lây cho nhiều người hơn. Thậm chí, Omicron có thể gây ra nhiều vấn đề hơn đối với hệ miễn dịch của trẻ nhỏ. Ông Scott Gottlieb, cựu thành viên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA Mỹ cho biết, biến chủng Omicron dường như là một dạng nhẹ hơn của COVID-19. Tuy nhiên,
vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra ở trẻ nhỏ, đối tượng hay gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các cơ quan như mũi và họng. Trong thời điểm hàng triệu học sinh Mỹ chuẩn bị trở lại trường học, số ca nhập viện của bệnh nhi COVID-19 đã tăng kỷ lục. Trở lại tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2021, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Mỹ cho biết, trung bình 378 trẻ vào viện mỗi ngày do COVID-19. Mức tăng này cao hơn 66% so với một tuần trước đó, vượt qua mốc đỉnh 342 trường hợp ngay giữa làn sóng Delta ghi nhận vào đầu năm học. Ông Peter Hortet, chuyên gia y khoa tại Đại học Y khoa Baylor tại Houston nói, dường như một số trường muốn hoãn việc học trực tiếp do lo ngại về chủng Omicron. Sắp tới, thách thức do Omicron gây ra cho các trường học có thể là rất lớn. Người ta có thể thận trọng hơn nếu hoãn các kế hoạch thêm một vài tuần nữa. Đó sẽ là một khoảng thời gian rất thử thách. Mọi người sẽ phải kiên nhẫn hơn. Ở thành phố Atlanta, bang Georgia, nhiều trường học đã lên kế hoạch học trực tuyến. Do sự gia tăng số ca nhiễm, học sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 7 tháng 1, một cơ sở giáo dục ở Atlanta thông báo hôm 1 tháng 1. Thậm chí, kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục dạy học trực tuyến đến ngày 10 tháng 1, địa điểm này cho biết. Trên cả nước, sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, hoạt động giao thông cũng như các dịch vụ khẩn cấp. Bà Megan Ranley, chuyên gia tại học Brown cho biết, Omicron thực sự có mặt ở mọi nơi. Điều tôi lo lắng trong hơn một tháng tới là nền kinh tế Mỹ có thể sẽ bị đình trệ, không phải vì chính sách của nhà chức trách, mà là vì rất nhiều người dân mắc bệnh. Tại New York, các vấn đề về nhân sự buộc bộ phận quản lý phải ngừng một số tuyến tàu điện ngầm. Các dịch vụ y tế khẩn cấp cũng sẽ là ưu tiên những người có triệu chứng nặng để đảm bảo đủ lực lượng. Tại Ohio, thị trưởng thành phố Cincinnati đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, khiến lực lượng cứu hỏa của thành phố thiếu nhân sự trầm trọng. Theo các chuyên gia, phần lớn bệnh nhân mắc COVID-19 chưa được tiêm chủng. Họ khẳng định người được tiêm vaccine COVID-19 ít có khả năng mắc triệu chứng nặng hơn người chưa tiêm. Theo số liệu của CDC Mỹ, chỉ có khoảng 62% dân số Mỹ được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 33,4% trong đó đã được tiêm liều nhắc lại. Chúng tôi ghi nhận, người mắc COVID-19 đã được tiêm chủng đa phần rất khỏe, còn những người buộc phải nhập viện thường chỉ trong một thời gian ngắn và có thể ra viện sau vài ngày. Bà Catherine O'Neill, lãnh đạo một trung tâm y tế địa phương ở Louisiana cho biết. Ông William Strachner, chuyên gia tại trung tâm y tế Đại học Vanderbilt khẳng định, đối tượng chưa tiêm phòng vẫn là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Những người trưởng thành nhập viện tại đây phần lớn vẫn tiếp tục chưa được tiêm chủng. Chỉ trong khoảng một tháng, tỷ lệ ca mắc biến thể Omicron trong số ca nhiễm mắc mới ở Mỹ tăng từ mức dưới 1% lên hơn 90%. Ngày 4 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố dữ liệu ước tính biến thể Omicron chiếm tới 95,4% số ca nhiễm mới ở Mỹ vào tuần trước, cao hơn đáng kể so với tuần trước đó. Theo đài CNN, trong 4 tuần qua, số ca mắc biến thể Omicron tại Mỹ đã gia tăng nhanh chóng, chiếm 8% số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, chiếm 37,9% số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, chiếm 77% số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2021, chiếm 95% số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Còn lại biến thể Delta chiếm gần như tất cả số ca nhiễm mới còn lại ở Mỹ. Ngày 3 tháng 1, Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 1 triệu ca nhiễm trong 24 giờ. Chưa có quốc gia nào khác trên thế giới ghi nhận mức tăng nhiễm trong ngày cao như vậy. Theo kênh NBC News, thủ đô Washington DC và bang Florida có mức tăng ca nhiễm mới cao nhất trong 2 tuần qua. Washington DC ghi nhận số ca bệnh COVID-19 tăng 902% trong khoảng thời gian này, còn ở Florida có mức tăng là 744%. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Mỹ đã vượt qua mức đỉnh ghi nhận vào tháng 9 năm 2021 trong đợt dịch do biến thể Delta. Số ca nhập viện này cũng đang nhanh chóng tiếp cận mức cao kỷ lục của năm ngoái. Cụ thể, có gần 113.000 người hiện đang nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ, tăng thêm gần 10.000 người kể từ hôm 3 tháng 1. Trong đợt dịch do biến thể Delta vào mùa hè vừa qua, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Mỹ đạt đỉnh khoảng 104.000 người vào ngày 1 tháng 9 năm 2021.